Giờ thì mình sẽ nói về cái bài báo này của hai tác giả này. Bài báo này thì chủ yếu nói về NASO và những cái mô hình liên quan, những cái mô hình tương tự. Thì chúng ta đã biết là NASO thường có dạng là như vậy. Chúng ta đi tìm cái tham số beta để sao cho cái hàm này là nhỏ nhất. Thì cái đầu tiên này đó chính là cái mean square error. Còn cái thứ hai này là cái Benanti term, và đây là một cái regularizer. Thì chúng ta có thể tổng quát hóa nó dưới dạng, tổng quát nó dưới dạng như vậy nè. Trong đó là đây là L của beta là cái hàm nó hàm mất mát, còn cái lambda này là một cái tham số người ta gọi là regularizer. Còn cái b còn cái omega của beta này nó là cái Benanti term. Thì ở trong trường hợp của NASO thì cái hàm nó là cái mean square error này, còn lambda là tham số và beta chuẩn chuẩn L1 của beta nó chính là cái Benanti term. Tại sao NASO sử dụng cái chuẩn L1? Thì đó là vì cái chuẩn L1 đó nó sẽ dẫn tới một cái mô hình mà nó rất là spa, có nghĩa là hầu hết các hệ số của các phần tử của các đặc trưng đó là gần gần về không. Trong khi đó thì có một cái chuẩn khác thường được sử dụng, đó là chuẩn L vô cùng. Thì cái chuẩn này á, nó sẽ khuyến khích cho các hệ số của những cái đặc trưng á, là bằng nhau. Thì nhìn chung cái phương pháp mà chúng ta bổ sung thêm một cái phần phần Benanti term này thì được gọi là regularization. Thì đây là cái NASO cơ bản. Sau đó thì người ta có phát triển thêm một cái khác gọi là group NASO. Thì cái group NASO này á, nó sẽ phân các đặc trưng mà mình muốn chọn ra thành những cái khối khác nhau. Chẳng hạn như ở đây mình có ba khối, và trong mỗi khối đó thì có những cái đặc trưng. Và để mình giả sử ở đây là mỗi cái ô nhỏ nhỏ này là một cái đặc trưng như vậy á. Thì group NASO, một là nó sẽ chọn nguyên cái khối đó, hai là nó sẽ không chọn cả cái khối đó luôn, có nghĩa là chọn khối hoặc không chọn khối. Giống như là trong hình này á, thì nguyên cái block này á, được gạch chéo, nguyên cái khối này được gạch chéo thì chúng ta chọn nguyên cái khối này, nhưng mà cái khối này không được gạch chéo thì chúng ta không chọn khối này. Và cũng như vậy thì chúng ta có chọn nguyên khối này, tức là chọn nguyên khối. Thì để đạt được cái điều này á, thì họ sử dụng cái Benanti term á, sử dụng cái Benanti term là bằng như vậy. Thì cái chuẩn này là chuẩn LQ, và cái beta này á, beta ji này thì giống như là cái hệ số beta cho mỗi khối á. Nhưng mà trong một số trường hợp á, thì chúng ta muốn là không chỉ chọn cả khối hay là không chọn cả khối, mà chúng ta muốn là trong một cái khối nhất định á, thì chọn ra một số phần tử thôi, nhưng mà chúng ta cũng không muốn chọn quá nhiều khối chẳng hạn. Khi đó thì chúng ta có thể sử dụng span group NASO. Thì cái phương pháp này á, thì giống như là trong hình minh họa ở đây, thì có hai khối đầu tiên này là có những phần tử được chọn. Trong đó thì có khối này là chúng ta chọn tất cả các phần tử trong khối, tất cả những cái đặc trưng ở trong khối. Còn cái khối này á, thì chỉ chọn
đặc trưng đầu tiên và đặc trưng cuối cùng. Nhưng mà khối này thì không có chọn đặc trưng nào cả. Và để đạt được điều này thì chúng ta sử dụng cái Bellanti term nó là như vậy. Thì cái này lấy cảm hứng từ Lasso và phương pháp Lasso. Do đó thì chúng ta sử dụng một cái tổ hợp tuyến tính của cái chuẩn E1 giống như ở trong Lasso, và kết hợp cả cái này vào đây, cả cái trong group Lasso vào trong cái này á. Và chúng ta sử dụng thêm cái alpha, trong đó alpha làm giữa các bạn 0 và 1 để tạo ra cái tổ hợp tuyến tính này. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là như vậy thì cái phần thứ nhất này nó sẽ kiểm soát cái độ sparsity ở trong cái ở giữa các những cái đặc ở giữa những cái đặc trưng. Còn cái phần thứ hai này á, thì nó sẽ kiểm soát cái độ sparsity giữa các khối. Nhưng mà có một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý, đó là trong group Lasso thì những cái khối này là không có overlap được, tức là không có chồng lên nhau được. Khi mà các khối mà nó chồng lên, khi mà các khối nó chồng lên nhau thì chúng ta có thể sử dụng một cái gọi là overlapping group Lasso Bellanti cho cái phần Bellanti term này. Thì cái overlapping group Lasso Bellanti á, nó trùng với cả spare group Lasso, tức là cái phần Bellanti của nó bằng như vậy luôn. Và trong đó thì GI này á, GI này thì những cái group những cái nhóm này nó có thể chồng lên nhau, có nghĩa là một cái đặc trưng nó có thể thuộc vào nhiều nhóm. Còn một cái liên quan khác nữa đó là tree structure group Lasso là sử dụng cho cái mô hình mà các đặc trưng nó xuất hiện dưới dạng phân nhánh, dạng đồ thị cây. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta nhận diện một khuôn mặt đó, thì chúng ta có thể chia ra là trong mặt đó thì có những cái phần tử như là đây là mặt đi chẳng hạn, thì phân nhánh đây là mắt và đây là mũi, sau đó tiếp tục phân nhánh mũi trái mũi phải, khóe mũi bên trái khóe mũi bên phải chẳng hạn, rồi những cái đặc trưng ở trong đó cứ tiếp tục phân nhánh như vậy. Khi mà dữ liệu có dạng cấu trúc như vậy thì chúng ta có thể sử dụng cái tree structure group Lasso như vậy. Thì khi đó thì cái hàm Bellanti nó sẽ có dạng như vậy. Đây là cái weight, rồi những cái tham số beta, và đây là chúng ta sử dụng chuẩn LQ. Ở đây thì Y được dùng để cho chúng ta biết là cái mức cái độ sâu của cái này ở trong cái cây. Thì cái GI cái này nó là tương ứng với cả một cái nốt ở trong một cái nhánh nào đó, ở trong nhánh thứ Y về phần tử thứ Y. Rồi nhiều khi dữ liệu nó có dạng đồ thị, trong đó thì ở trong sinh học thì nhiều khi mấy cái gen nó hoạt động hiệu quả hơn nếu mà hai cái đặc trưng của gen này cùng có mặt ở trong mô hình. Như vậy thì người ta có thể tạo ra một cái graph, một cái đồ thị để mô tả sự liên quan đối với các gen. Thì cái này nó thể hiện cái hiểu biết của chúng ta về cái dữ liệu sinh học mà chúng ta đang có.
Thì mỗi cái đỉnh này á, nó là tượng trưng cho một cái gen, và cái cạnh này á, nó có thể hiện cho mối quan hệ giữa các gen. Khi đó thì chúng ta có thể sử dụng graph threshold. Graph threshold như vậy á, thì chúng ta thấy rằng là cái này là L1 Benanti tương tự như graph threshold, thì nó kiểm soát cái độ sparsity của các đặc trưng. Rồi cái này thì nó sẽ, cái Benanti term này thì nó sẽ giúp cho, nó sẽ khuyến khích những cái đặc trưng mà có cái này là beta. Mình biết như vậy là bởi vì ở trong cái paper này á, thì họ viết là dùng dùng xa xj là tham số thay cho beta. Thì như vậy á, thì những cái hệ số này nó sẽ được khuyến khích là bằng, nó sẽ được khuyến khích về các hệ số này khuyến khích được là được bằng nhau. Còn một cái khác nữa là cái relation graph lasso cũng khá là thường được sử dụng. Thì nó là có hệ số Benanti là như vậy. Chi tiết hơn về hai cái này thì ở trong paper người ta có giải thích. Rồi có nhiều cái khác như là graph OSCAR nữa. Trong đó thì người ta sử dụng cái chuẩn vô cùng này để khuyến khích cho các hệ số là bằng nhau. Còn một phương pháp cũng khá phổ biến nữa, đó là sử dụng graphical lasso. Thì cái graphical lasso này nó khác với cả cái graph lasso để chúng ta nói. Thì cái trong cái phương pháp này á, thì người ta sẽ giả thiết là dữ liệu của chúng ta đến từ một phân phối chuẩn nhiều chiều có trung bình là mu, và phương pháp ma trận hiệp phương sai là sigma. Sau đó thì người ta tính cái ma trận theta. Ma trận theta này thì nó là nghịch đảo của sigma. Thì nếu mà theta ij, tức là phần tử thứ i ở vị trí thứ ij của theta bằng không á, thì cái đặc trưng thứ i và thứ j á, nó sẽ là độc lập cho có điều kiện, độc lập có điều kiện dựa trên những cái đặc trưng khác. Viết ra như vậy chắc dễ hiểu hơn.